Thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2023, Công đoàn Công thương Việt Nam vừa phát động tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023 của ngành công thương với nhiều hoạt động thiết thực như gắn hoạt động tháng công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tổ chức chiến dịch truyền thông nhân dịp 137 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, chương trình đối thoại tháng 5, diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp vì công nhân, hoạt động cảm ơn người lao động. Cũng nhân dịp này, Công đoàn Công thương Việt Nam đã trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, khen thưởng về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022 cho các công đoàn cơ sở. Tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023 của Công đoàn ngành Công thương Việt Nam với những điểm nhấn cho các hoạt động sẽ lan tỏa vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của toàn ngành công thương năm 2023.